Chào anh em đã quay trở lại với review game nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip cho anh em xem được cái bản update sắp tới của cái tựa game OMG 3Q sẽ có những cái gì mới và hay. Thì đây là một cái bản update mà gọi là big update luôn, một cái bản update khá là lớn. Vào ngày 15 tháng 11 này. Để xem nào, hôm nay là ngày hôm nay là ngày mùng 6 rồi. Vậy khoảng tầm 9 ngày nữa thôi. 9 ngày nữa thì sẽ bản update này sẽ ra mắt cho anh em. Thì cái bản update này sẽ có những cái gì mới. Đầu tiên đó chính là thêm cho chúng ta được 4 cái tướng đỏ với chất 16 của 4 nước gồm Ngụy, Ngô, Quần, Thục. Thì nước Ngụy thì sẽ có Tư Mã Ý này, Thục sẽ có Gia Cát Lượng, Tôn Sách sẽ là của Ngô này và Tả Tử sẽ là của Quần. Sau đó thì sẽ thêm được 4 con chất 4 con tướng với chất 10 nữa của 4 nước gồm Hạ Hầu Uyên của Ngụy, Pháp Chính của Thục, Cố Ung của Ngô, Công Tôn Toản của Quần. Thì bốn cái con tướng vật chất 10 này thì ít người dùng lắm. Cái bên Trung Quốc này không ai dùng cả, ít người dùng cái khủng luôn. Và rất nhiều những cái update mới như là các kiểu tinh luyện chuyến hồn, các kiểu là điểu luôn này, tẩy luyện trang bị, đấy, rất là nhiều thứ mới. Anh em có thể theo dõi ở trên fanpage của OMG 3Q VNG. Đó thì rất nhiều những cái thứ hay ho cho anh em scoil luôn. Mà những cái con tướng này là những con tướng khá là ok. Mình tưởng là cái bản update này là nó sẽ ra con nữ bố cơ, nhưng mà không phải. Nó sẽ thay con nữ bố bằng con Tả Tử với cái tham quần của mình. Rồi ok. Thì trên cái màn hình của anh em đây chính là cái top 1 của cái tựa game OMG 3Q bên Trung Quốc. Thì cái top 1 đã thay đổi rất là nhiều. Win đợt trước mình đã làm clip về cái top lực chiến ở bên Trung Quốc ấy, thì có Win. Và bây giờ Win đã chính thức từ bỏ, và bây giờ không tìm thấy Win ở đâu nữa. Đó. Thì cái bên top này thay đổi cực nhiều luôn anh em ạ. Có nghĩa là toàn bộ những cái top đầu này thì đều hết tham quần. Tham quần đi hết tham quần luôn. Và những cái tham khác rất là ít. Đây, anh em có thể thấy là Quần đang thống trị cái bảng xếp hạng của bên Trung Quốc còn. Thì tem Quần sẽ có con gì này? Con Tả Tử. Đó, đây là chính là con Tả Tử của bên tem Quần của bên Trung Quốc. Tả Tử anh em ạ, không phải Tả Tử, Tả Tử luôn. Với chất 16 và phẩm chất đỏ. Đây chính là một cái con tướng siêu phẩm luôn. Thì bên top này chắc là mới chơi lại hay sao anh em ạ? À không phải chơi lại đâu. Nó dồn toàn bộ vào con Nam Hoa này luôn này. Con Nam Hoa bên tam quần thì nó được cái bên này chuộng vãi đái luôn. Và nhìn rất là đẹp. Đây thôi thì nói chung là mình sẽ làm cái clip về cái bản update sắp tới thôi. Đây là Tả Tử. Tả Tử bên tam quần. Với 4 bộ trang bị đỏ, chỉ có 1 sao thôi. Và bên wow, rất là đẹp. Chờ mình tí thì mình sẽ out ra cho anh em xem cái ảnh GP. Lượt chiến của cái top 1 này thì đang ở 56 triệu nhá, gần 57 triệu lượt chiến rồi. Đó, ôi dồi, đẹp quá này. Cái con thú nhìn đẹp quá. Wow. Bên này nó toàn dùng cái con sư tử hai răng nanh này thôi. Ủa con rồng. Đó, đó chính là con Tả Tử. Tả Tử. Đây thì toàn tiếng Trung Quốc mình cũng khó hiểu quá, mình không thể dịch tiếng Trung Quốc cho anh em được. Tại vì mình không hiểu tiếng Trung. Nói chung là đây là cái ảnh của nó thôi. Và tí nữa mình sẽ cho anh em xem cái gameplay của từng cái con tướng một bản update này. Đánh nhau các kiểu là điểu luôn, chiêu thức của nó như thế nào. Đó, thì đây chính là cái tem quần của cái con Tả Tử. Rồi mình sẽ cho anh em xem qua với cái đội hình tem quần của bên nó. Rồi, Nam Hoa này. Vu Cát này, ôi dồi, đẹp thế. Giả Hổ, Đồng Trác,
Chân Đồng Trác, Chân Giảo, Chân Vũ Cát này. Rồi tiếp theo mình sẽ cho anh em xem cái bên con da con lượng của Thêm Thục nhá. Đây, con da con lượng của Thêm Thục ở bên này. Da con lượng của Thêm Thục với tư chất là 16, phẩm chất đỏ. Đây, đây chính là em da con lượng. Cái arc này thì đang ở cái xếp hạng thứ 6, à thứ 7. Nên nhìn nó cũng hơi cùi một tí thôi. Nhưng mà đập một phát cái tem mình cũng đi hết thôi, chẳng còn gì mà sống nổi cả. Đấy, cái con Triệu Vân này là một trong những cái con tướng mà anh em chờ khá là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa ra. Da cát lượng với 4 đồ đỏ 1 sao. Đấy, mình sẽ cho anh em xem qua cái tem thục của bên này, gồm Triệu Vân, Gia Cát Lượng. Triệu Vân này thì quái bá đạo luôn này, 5 sao, 4 đồ đỏ, một siêu phẩm luôn. Gia Cát Lượng, Bàng Thống này, Tào Tháo và con Vũ. Mấy con tướng bên này thì theo lên hết chân rồi, chân Quan Vũ, chân Tào Tháo các kiểu là điểu. Đó. Tiếp theo đó chính là về con Tư Mã Ý của Thêm Ngụy, đang ở cái xếp hạng thứ 10 với lực chiến 37 triệu, gần 38 triệu rồi. Đây, con Tư Mã Ý. Con này như là con chân Tư Mã Ý thì phải. Có phải không? Hình như không phải, đây vẫn là con Tư Mã Ý thường thôi. Tư Mã Ý với phẩm chất đỏ, tư chất 16. Bộ trang bị đỏ 3 sao và 2 sao. Nhìn rất là đẹp luôn. Tí thì mình sẽ cho anh em xem hết cái chiêu thức của con này. Rồi, mình sẽ cho anh em xem qua với cái trận hình của Thêm Ngụy bên này. Điển Vi là một với bộ trang bị đỏ và 4 sao và 5 sao rất là tuyệt vời. Tư Mã Ý này, con này là con Công Tôn Toản này. Ở đâu con này Trưng Niêu thế? Con này con Trưng Niêu anh em ạ. Đó. Anh em có thể xem qua về cái trận hình của con này, tem này. Rồi, tiếp theo đó chính là về con Tôn Sách. Con Tôn Sách thì mấy cái clip mình làm của cái tựa game này bên Trung Quốc thì mình đã cho anh em xem rồi. Cho anh em xem lại lần này đi. Đây là một trong những cái con tướng mà gánh team luôn. Nên họ đã dồn nhiều vào con Tôn Sách này. Tôn Sách của Thêm Ngô với cái tư chất 16, phẩm chất đỏ. Ở đây thì cái con Tôn Sách này đang cái arc này đang ở cái xếp hạng thứ 15, nên đồ của nó hơi gọi là cùi so với bên đấy, so với bên trung thôi. Với 4 đồ đỏ 2 sao. Nói chung là khi mà về bản Việt Nam thì mình sẽ làm cái clip review cho anh xem rõ hơn cái tiếng Việt này, chứ còn tiếng Trung thì cũng khó hiểu lắm. Đây là mình cho anh em xem về cái đồ họa của con này thôi. Rồi mình sẽ cho anh em xem qua về cái Thêm Ngô của bên này. Toàn là những con tướng mà anh em đã sở hữu ở bên này có rồi. Riêng cái con Tôn Sách này thì bên Việt Nam vẫn chưa mở thôi.
Nói chung là mấy con tướng đỏ này mà sang vào Việt Nam thì chắc là cũng khó nuôi lắm. Những anh em mà nông dân VIP 1, VIP 2, VIP 3 thì cũng khó nuôi con này. Chỉ những bác nào mà nó gọi là tiền ao ạt thì mới ra bên nuôi được mấy con này ngon ngon. Chứ còn không thì cũng bình thường thôi. Rồi. Đấy chính là bốn con tướng với chất 16 của các nước thuộc quần Ngô Ngụy. Còn những con tư chất 10 thì mình sẽ không thể tìm được mấy con tư chất 10. Nên anh chờ cái bản update sắp tới thì anh em có thể xem được cái con này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái gameplay của từng cái con tướng một. Có thể là sẽ thiếu, mình sẽ không thể tìm đủ được. Nói chung là cho anh em xem cho nó mãn nhãn thế nha. Rồi ok. Ở đây thì rồi, ở đây thì có con da cắt lượng này. Anh em có thể xem qua về cái gameplay của con da cắt lượng. Đây là hai cái ác với cái VIP 1, VIP 2 thôi, yếu. Rồi, skill Triệu Vân rất là tuyệt vời. Đấy, ra con lượng. Đấy, chiêu thức của nó khá là ok. Rất là đẹp mắt luôn. Mình đã nói riêng về cho anh em chơi cái tem quần ấy. Thì cái tem quần thì bên Trung Quốc khá là nhiều cái top lực chiến. Họ đã dùng cái con Trần Đăng. Anh em bên Việt Nam thì cũng nên nghịch thử, chơi thử cho con Trần Đăng vào trong cái tem quần xem thế nào. Và cũng rất là nhiều người dùng ở bên Việt Nam, rất nhiều người dùng cái con Trần Đăng này đấy. Thì cái tem quần ấy thì anh em đừng nên bỏ con điêu thuyền. Con điêu thuyền sau này khi mà ra cái bản update mới thì có con nữ bố. Nó sẽ liên kết với con điêu thuyền. Sẽ rất là có lợi cho anh em tem quần. Úi dồi ôi. Rồi, Triệu Vân đã một mình cân cả team luôn. Đó chính là cái con da cắt lượng. Thì mình nhanh cho anh em xem một số cái trận khác xem nào. VIP 13 thế này đánh đấm cái gì? Rồi, đây chính là con tả tử bên tem quần, tả tử bên tem quần. Úi dồi, đập phát chết mẹ hết tem rồi, đánh đấm cái gì? Đó, skill con nữ bố rất là tuyệt vời. Rồi, skill của con tả tử này thì one shot on kill thôi, đánh chỉ một con tướng trong team nhưng mà với đam rất là to. Rồi con Nam Hoa, một trong những cái vị tướng mà rất là hot ở bên này, rất nói chung là hầu như là toàn bộ những cái top lực chiến tem quần ở bên này thì đều dùng con Nam Hoa và họ dồn khá là nhiều vào con Nam Hoa này luôn. Đấy, con Trần Đăng với cái ác ở bên tay trái chúng ta thì đang ở VIP 13, đang sử dụng con Trần Đăng, một trong những cái vị tướng khá là hiệu quả. Rồi mình sẽ bỏ qua luôn cái này. Vậy là chúng ta đã được con da cắt lượng và con tả tử tư mã ý. Tư mã ý đang ngụy à? Bên ngụy bên này khó, ít người dùng lắm, không biết có tìm đủ một cái skill cho anh em xem không đây này. Rồi cái trận hình này thì mình đã cho anh em xem rồi. Rồi bỏ qua đây nhá, mình cho anh em xem cái trận hình này rồi. Ui dồi, còn vô cát này. Kinh dị luôn.
Úi giời ơi. Kinh hoàng áo choàng. Đánh ghê vãi đạn luôn. Rồi, ở đây thì mình cho anh em xem hết tất cả những cái trận hình, những cái clip mà đánh nhau ở trên đây cho anh em xem luôn này. Tại vì cũng có mấy cái clip thôi của mấy cái top bên Trung Quốc. Ở đây rồi, Tôn Sách và Thêm Ngô đây rồi. Hiện tại thì đang là móa nó chưa kịp nhìn này, đánh đấm gì mà hiếp dâm người ta ghê vậy. Ông VIP 10 thì ông đi đánh cái con với cái trận hình VIP mấy ấy, yếu xìu phát. Nữ bố vừa đập cái chết hết tem luôn, đánh đấm gì nữa. Không phải thế tưởng. Rồi, skill con Tôn Sách. Úi giời. Mình rất thích những cái trang phục của con tướng chủ. Mỗi người trang phục thì đều có một cái chiêu thức khác nhau rất là đẹp. Nhìn rất là đã mắt luôn. Ôi dồi, mấy con thú bên này đánh nhau hay quá. Ê. Tem bên tay phải chúng ta vớ vẩn. Sao lại con Tôn Sách nó một mình chống lại toàn bộ tem với quần bên này luôn này. Biểu đánh nhau như vậy bao giờ mới xong. Úi giời. Văn Ương. Trận này đánh nhau mà sang năm. Rồi, cố cháy cối cho anh em đến trận thứ 6 thì mình sẽ dừng cái clip này. Cái bà Đại Kiều này bà ngồi bà hôi máu rồi, con Tôn Sách này thì đánh nhau đến đéo bao giờ mới xong. Bét hôi máu luôn. Úi trời. Cái độ trâu bò của cái con Tôn Sách này nó gọi là chất của đất luôn. Thôi, đến cái trận thứ 6 thôi nha, mình sẽ dừng lại. Mình sẽ auto lướt qua đi. Kiểu gì thì bên tay phải chúng ta sẽ chết chết rồi. Đó. 2 triệu 8 với 2 triệu 9. À 28 triệu với 29 triệu. Rồi cái gameplay của nó mình sẽ cho anh em đến đây thôi. Tại vì nó sẽ không đủ cái trận
trận hình toàn bộ tướng cho anh em đánh xem đánh nhau được. Về thì cái đoạn gameplay và giới thiệu cái bản update của cái tựa game OMG 3Q bên Việt Nam, so sánh cái bản Trung Quốc thì cũng đang đây là kết thúc. Thì mình sẽ nói qua về cái gip code này. Thì cái gip code thì mình ở trong cái clip này mình sẽ để phần mô tả video cái gip code của tựa game OMG 3Q bên Việt Nam thôi nhá, bên Trung Quốc thì mình không có. Mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ cho anh em và để link phía tả link ở dưới mô tả video với 12 gip code dùng chung cho toàn bộ server luôn. Thì mình sẽ để cái ở dưới phần mô tả và anh em không nên nhắn tin hỏi mình xin gip code nữa, tại vì rất là nhiều bạn nhắn tin là mình không có thời gian để trả lời hết được. Thì mọi người thì bảo mình chảnh mình chiếc, nhưng mà thực sự rất là nhiều tin nhắn gửi đến cho mình và mình không có thời gian để mình trả lời anh em hết được. Rồi thì cái clip thì mình xin phép dừng ở đây và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo, và nhớ đăng ký kênh cũng như like và share cái video này. Rồi, xin chào anh em nha.